Thưa quý vị, đợt hạn hán tệ hại nhất trong lịch sử của tiểu bang California đã làm cho những nông dân tại miền trung của tiểu bang California bị kiệt quệ vì thiếu nước. Chúng ta nhìn thấy nhiều tấm bảng lớn được gắn nhiều nơi trên xa lộ, kêu gọi tiết kiệm nước và cầu cho trời mưa. Không có nước, không có việc làm. Còn nhiều tiểu bang khác ở Hoa Kỳ thì mưa lớn đã làm phiền cho những cư dân tại đó. Dạ, tụi mình đang ở Houston anh. Ở Houston thì mưa lớn là thường xuyên là anh, rất là lớn, nhiều khi 1 tiếng 2-3 inch. Thường thường ở Houston là ưa bị flash flood, đường lái xe mà mưa xuống rủi ngập xe cũng phải bỏ xe mà chạy. Thưa quý vị, nguồn cung ứng thực phẩm lớn nhất của Hoa Kỳ đến từ hệ thống nông nghiệp của tiểu bang California, và cư dân của vùng Central Valley miền trung của tiểu bang California hiện nay cảm thấy rất bất an bởi vì đã bước qua tháng 11 mà trời vẫn không mưa. Và đây là đợt hạn hán tệ hại nhất của tiểu bang California. Vũ Nhân kính mời quý vị chia sẻ những ý kiến sau đây. Well, I was close by. Các nguồn cung cấp nước phục vụ tưới tiêu cho nông dân đã hoàn toàn kiệt quệ vào mùa hạn hán thứ tư liên tục này, và một cuộc chạy đua đào giếng nhằm giành giật những giọt nước quý báu nhất diễn ra ngày càng căng thẳng tại đây. Và cuối cùng chúng tôi đành phải chấp nhận dẹp bỏ những vườn cây bị chết do thiếu nước. Tôi nghĩ đây là điều tệ hại nhất cho chúng tôi. Thank you, sir. Yeah. Okay, thank you. Vũ Nhân kính mời quý vị chia sẻ ý kiến của những đồng hương người Việt của chúng ta. Cái mà dân California lo ngại nhất đó, vấn đề hạn hán ở tiểu bang California mình tính tới nay đã gần 5 năm rồi. Cái vấn đề mà thiếu nước là cái vấn đề thực sự trong giai đoạn nghiêm trọng. Cái tình trạng hạn hán này nó có ảnh hưởng gì tới cái công việc của bà không? Vì trong thời gian không có nước, năm nay tôi không có trồng trặt được cái gì hết. Tất cả không có được cái gì thu hoạch trong năm nay. Những cây và vạn vật ở trong nhà này là tất cả cũng còn, nó lên tự mình ơn, chứ còn năm nay tôi không có thu hoạch được cái gì mà không trồng cái gì. Từ ngày đó tới bây giờ là nó không có một hạt mưa nào hết. Cho nên á, cái giếng mà đào sâu xuống á, cho tới 100 mét, 120 feet, mà nó vẫn hụt nước, cho nên thì nó hụt nước khoảng chừng lối là 2 tháng nay nước không có tứ, thành cho nên bây giờ hàng bữa quý vị đã ngó thấy thì nó đã chết, một số vẫn còn sống, không có kịp nước tới thì hoàn toàn là cái dần bữa đây thì năm tới thì không có thu hoạch được cái gì hết, nó chết tiệt hết. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN từ miền trung của tiểu bang California.